Ok, quay tiếp phần 2 nha. Hơi lạnh một tí nhưng ráng. Ở dưới này nhìn lên rất là đẹp. Hai cha con đang đi trước. Khỉ nó đi dọc mấy cái lá khô phá. Đang đi lên đây. Lá rụng nhìn thấy đẹp. Nhưng quay vô đây sao nhìn không có rõ, tại cái mình quay bằng handy thôi. Ồ, cái khúc bự đó là cái tổ chim hay gì ta? Thấy không? Nguyên cái khúc bự trên cái cây kìa. Ba ba mama. Lá đang rụng nè, nhìn nó đây đẹp. Mama. Rồi rồi đi 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 kìa. Lạnh quá, mấy con vịt gì nữa. Nó trốn đâu hết rồi. Trời, nhìn đây đẹp, con đường này giống như con đường đi đến chân trời vậy. Cây lá nó rụng vàng ở dưới trời. Đây là cái tượng của bà nữ hoàng Sisi. Bà này hình như ba ở bên Áo hả? Được gả qua đây phải không? Áo gả qua mà, em nhớ bà là người Áo, công chúa ở bên Áo. Mới gả qua bên nước Đức này. Thấy cuộc đời bà rất là buồn, bữa mình đi cái lâu đài Storzen Fair đó. Ôi! Anh ơi! Ôi, dơ, dơ, dơ! Ồ, lá nó rụng vàng hết rồi. Có cái ghế ngồi dưới chân nè. Có ai mỏi chân không? Ôi, du thuyền cập bến hết rồi. Ấp chăn hết rồi, lạnh quá. Không chạy nổi nữa. Mặt trời bây giờ mới ửng mọc thôi, mọc gì chưa. Cái cây này ngộ quá ha. Cây này nó cao sừng sững, nó thẳng băng luôn nè. Nó xuân đột thẳng băng à, ngộ không. Này Felix, chạy lại cái cây lá vàng rụng rồi Felix, nó đang rụng rồi Felix. Nhưng quay lên đây không có thấy cái lá nó đang bay xuống. Nhà thờ, chuông nhà thờ đã đổ. Ơi! Sao vậy con? Đây mẹ, mẹ quay lại đây. Sao vậy? Anh nhìn nè, cái cây nó lá màu đỏ nó rụng, nhìn trên cái vải vải cỏ nhìn thấy lá vàng là cái nguyên của vải đỏ. Nhưng mà mình quay vô đây không có thấy, chút coi chụp hình đâu. Nên thấy mờ nó mới rõ nè. Quay thấy cái cây, một cây lá màu đỏ. Một hồi nằm dài lên hình đẹp. Ơi, mẹ đang quay phim sao ấm đó. Hello. Sao ấm, mẹ đang quay phim mà. Ôi cái tay lạnh nè. Kìa ba ấm kìa, ba ấm Felix kìa. Có thằng nhõng nhẽo đòi ấm nè. Thảm cỏ thì vẫn còn màu xanh, cái cây thì màu đỏ, lá đỏ, lá vàng, lá nâu. Nhìn đây giống như là bức tranh mấy màu luôn à, bức tranh nhiều màu đẹp ghê luôn á, mấy tầng. Mama sẽ ấm. Mà đang quay sao ấm con được? Kêu ba ba ấm, kêu ba ma không được rồi, kêu ba ba.
cái cây này nó ngộ thiệt cả nha. Ba à, chú đứng đây để chụp hình nè. Ok. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ like cho mình.